Hello các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh YouTube của kênh Vlog của mình ha. Thì sẵn mình đang mày mò sửa chữa cái xe của mình nhá, thì mình làm video clip mình hướng dẫn luôn các bạn để cách dò mạch, xác định coi cầu chì nó bị đứt làm sao nhé các bạn. Ở đây trên cái xe của mình nhá, thì nó có hai cái tẩu thuốc các bạn, hai cái tẩu thuốc này là 12V. Thì có nhiều cách lắm các bạn. Có xe thì nó mặc định là khi bạn bật cái công tắc này lên á, thì cái nguồn điện 12V này nó mới có từ hai cái tẩu thuốc này. Đó. Khi bạn bật công tắc của chìa khóa lên thì cái này do mình thôi, mình muốn làm cũng được, mình chế lại cũng được. Nhưng mà nếu mà để theo xe nguyên bản theo xe á, thì có xe á bạn khi bạn để bình thường, bạn tắt cái công tắc của chìa khóa xe đi á, thì coi như nguồn điện 12V ở cái tẩu thuốc này là nó mất luôn. Đó, nó hết. Nhưng cũng có dòng xe là nó mặc định là bạn có tắt cái chìa khóa này đi, chìa khóa của cái nguồn điện ô tô đi, thì cái nguồn 12V này nè, của cái tẩu thuốc này nè, dùng để sạc điện thoại này nè các bạn, là nó luôn có các bạn. Nó luôn có luôn, lúc nào nó cũng có hết á, dù bạn có tắt chìa khóa thì vẫn có. Thì cái thằng for này á thì nó mặc định là có các bạn nha. Thì mình đang chế lại cái nguồn, đi lại nguồn đường dây điện để mình giấu vô trong cho gọn, vì đây là cái cục sạc cho cái cam hành trình của 70 mai của mình trên đây. Thay vì mình cắm ở trên đây á, nó cắm ở bên ngoài như thế này nó rất là xấu, nó lộ liễu. Nên mình đang thiết kế lại, mình giấu nó bên trong. Mình giấu nó bên trong này nè các bạn. Thì nó vẫn bên ngoài thì nó vẫn là hai cái tẩu thuốc bình thường thôi. Nếu mà mình có sử dụng thêm để làm sạc, mình vẫn sử dụng được, không ảnh hưởng gì. Mình đang chế lại. Nhưng khổ nỗi là mình đi thêm một cái đường dây nữa, mình lại lấy cái tẩu thuốc này, mình lấy cái nguồn 12V này, mình đi cho thêm cái bộ cảm biến va chạm trước và sau của xe luôn. Nên khi mình cắm vô một phát á thì nó mất luôn các bạn. Nó mất nguồn của tẩu 12V này luôn. Đây mình thử cho bạn xem. Thì các bạn có thể thử với dùng cái này mình tự chế các bạn ha. Cái cây bút thử mạch điện này là các bạn là mình tự chế nha. Thì anh em nào chưa biết tự chế thì anh em có thể mua, còn nếu muốn mày mò tự chế thì mình có thể tự làm được. Thì mình sẽ để đường link là hướng dẫn cách chế như thế nào, thì mình có chế lại rồi. Thì cái sử dụng cái này á, thì một dây bạn sẽ cắm vô cái cực âm của ắc quy, hoặc là bạn cắm vô cái sườn xe, chỗ nào mà nó tiếp xúc được với cái thân xe các bạn thì nó là nối mát luôn. Thì mình thử cho bạn. Còn một đầu lại thì mình chỉ cần cắm vô cái cực dương, hoặc là cái là nó sẽ phát sáng thôi. Đấy, thì khi mà mình cắm vô như thế này thì có nghĩa là cái tẩu bên này nó vẫn có điện này các bạn ha. Mình sẽ, bên này nó vẫn, tẩu bên này nó vẫn có nguồn điện bình thường. Nhưng mà bây giờ cái tẩu 12V bên này thì không có nguồn điện các bạn. Không có nguồn điện. Đó, thì bây giờ mình phải xác định được tại sao nó không có nguồn điện. Thì lúc đầu mình tưởng là do mình đấu nối cái đường dây trong này nè, mình đấu nối bị lỏng dây, bị hở mạch tùm lum, mình tháo ra tanh bành, nãy giờ mình đi kiểm tra mình nối lại. Mình nối lại quá trời luôn. Hóa ra là nó không phải do mình đấu nối thiếu đường dây, là đấu không kín, mà nó hóa ra là nó bị đứt một cái cầu chì. À, vậy cái cầu chì nó ở đâu? Thì thực ra là cái cầu chì nó nằm ở ngoài cái khoang máy, để mình ra mình cho các bạn thử luôn. Cái cầu chì đó là cầu chì nào nha. Rồi, khi mà bạn dỡ cái nắp capo của xe bạn lên á, thì các bạn ở đây nó sẽ có một cái hộp cầu chì các bạn, hộp cầu chì tổng các bạn, để nó phân phối nguồn điện cho bên trong xe của mình ha. Ở dưới của cái vô lăng nó có một cái cầu chì nữa, hộp cầu chì nữa. Nhưng mà cái hộp cầu chì của 12V đó, tổng 12V thường nó nằm ngoài đây các bạn, nằm ngoài khoang ngoài đây. Thì ở trên cái nắp, mặt nắp này các bạn, nó có một cái sơ đồ điện các bạn. Nhưng mà thực ra nhìn vô cái nắp sơ đồ này, bạn mò của bạn cũng mệt lắm, bạn cũng khó hình dung lắm các bạn. Thì thôi, thay vì mình bị xem trên đây thì mình đi dò lại từ đầu. Thì anh em nào chưa biết cái cách làm á, thì đây cái đầu dây cái bút thử mạch điện này thì mình tự chế các bạn, mình tự làm các bạn. Thì anh em nào chưa xem clip trước đó thì mình xem lại clip trước đó là biết nha.
cách làm sao để thử. Thì bây giờ trong đây á, cái cầu chì đây là những cái cầu chì mạch điện các bạn. Nếu mà cái mạch cầu chì nó bị đứt, bị hỏng á, thì nó chỉ sáng một đầu thôi các bạn, chứ nó không sáng hai đầu nha các bạn ha. Nếu nó sáng cả hai đầu á, thì có nghĩa là nó mạch nó liên thông, cầu chì nó còn ok. Ví dụ mình thử nha. Những cái này là mạch dự cầu chì không sáng này á, tức là cái cầu chì mạch dự phòng các bạn ha. Đó, những cả hai đều không sáng thì cái này là mạch dự phòng nè, là cầu chì dự phòng cho bạn đó. Nhưng mà ở đây thì nó mình phải rồi, bây giờ thử, mình cứ thử từ từ thôi các bạn. Cả cả hai đầu nha, các bạn cứ thử hai đầu nè các bạn, mình chỉ sát cho bạn xem nè. Trên cái cầu chì á, nó có hai cái đầu nhô nhô lên để cho bạn chấm nè. Bạn cứ chấm nó cả hai đầu ha bạn ha. Thì bạn cứ chấm cả hai đầu luôn. Nếu mà bóng đèn mà nó sáng, cả hai đầu đều sáng, có nghĩa là cái cầu chì nó ok nha các bạn ha. Nếu mà bạn chấm mà nó chỉ sáng một đầu thôi thì cái cầu chì nó là cái cầu chì đã bị cháy. Thì mình phát hiện ra ở cái cầu chì này các bạn nè. Đây, mình phát hiện ra ở cái cầu chì này thì nó chỉ có sáng có một đầu thôi. Đó. Cầu chì này nó sáng một đầu thôi, đầu kia thì không không có nó sáng ha. Thì cái cầu chì này chính là cái cầu chì cho cái tàu thuốc ở bên trong các bạn. Thì bây giờ mình phải thay nó các bạn. Mình thay nó thì bằng cách nào? Bây giờ mình phải lấy một cái, hiện tại ở đây nó cái cầu chì này nó chịu được cái cường độ dòng là 20 ampe các bạn. 20 nè. Con số 20 nè. Thì bây giờ mình phải có mua sẵn các bạn, mình mua sẵn trong xe mình cái bộ cầu chì này đây. Thì bây giờ hiện tại á mình không thể sử dụng 20 nữa, bởi vì nếu mà 20 thì cái chịu tải của nó, cầu chì này chịu không nổi các bạn, nó sẽ bị đứt liên tục. Tại vì mình sử dụng tới cả hai cái bộ nguồn điện cùng một lúc luôn các bạn. Vừa cam hành trình lại vừa cả bộ cam bộ cảm biến va chạm luôn. Nên mình phải nâng nó lên tới 25 ampe luôn các bạn ha. Đây, mình sẽ nâng lên tới 25 ampe luôn, con số 25 ampe này. Ở đây thì mình sẽ thay bằng cái con cầu chì bên này. Bên này là 25 ampe bạn ha. Đó. Rồi, thì bây giờ muốn lấy nó lên làm sao? Thì bây giờ bạn phải tháo cái cầu chì cũ bị hư ra, thì bạn sử dụng cái kềm, hoặc là trên xe của bạn mà nó có sẵn cho bạn cái dụng cụ để tháo cầu chì á, thì bạn nhấc nó ra. Còn nếu không có thì bạn dùng cái kềm giống như mình vậy đó các bạn. Mình kẹp. Bạn chui nó ra như vậy ha. Rồi, bây giờ tiếp tục mình sẽ gắn lại cái cầu chì mới mình vô. Cái cầu chì này hiện tại là cầu chì 25 ampe. Tại vì mình tăng lên các bạn, mình tăng lên để nó mới chịu tải nổi các bạn. Chứ nếu mà mình vẫn để 20 ampe thì nó sẽ không chịu nổi các bạn, nó sẽ đứt cầu chì liên tục luôn. Ok, mình gắn vô rồi ha. Mình gắn vô, bây giờ mình thử lại. Mình thử lại xem coi nó có sáng bóng đèn hay không. Nó sáng cả hai thì có nghĩa là cầu chì mình thay vô nó ok. Và sau đó mình vô lại mình kiểm tra lại cái tàu thuốc nó đã có nguồn điện chưa nha. Đây, bóng nó đã sáng các bạn ha. Một đầu là sáng nhé. Tiếp tục mình kiểm tra đầu hai. Cũng sáng luôn các bạn ha. Tức là cả hai đầu đều sáng, có nghĩa là cầu chì này ok. Rồi bây giờ khi cả hai cái cầu chì ok, bây giờ mình sẽ vô lại bên trong xe để mình kiểm tra lại cái nguồn của tàu thuốc đã có điện chưa nha các bạn. Và bây giờ mình đã vô trong cái xe của mình. Bây giờ mình sẽ thử coi trong đây cái nguồn tàu 12V của mình đã có nguồn điện chưa nha. Đó, ok, nó đã có nguồn điện rồi nha các bạn. Thì chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là với cái hệ thống mà điện mà để phục vụ cho cả cam hành trình của mình và cả phục vụ cho cái cảm biến lùi trước luôn á, thì với cái cầu chì 20 á nó không chịu nổi các bạn, nó sẽ đứt liên tục. Nên á mình sẽ đấu lên 25A. Đó, đó là cái cách mình giải quyết ok ha, chứ không là nó sẽ bị đứt liên tục. Đó, rồi, ok, cảm ơn bạn. Còn các bạn mà không biết chế này sao thì các bạn có thể lên mua, gõ từ khóa là bút thử mạch điện các bạn ha. Bút thử thông mạch đó, thì họ bán rất là nhiều trên mạng. Còn không mình tự chế, thì mình tự chế thì mình sẽ chế được cái cọng dây nó dài hơn để cho bạn nối ha. Rồi, ok, cảm ơn các bạn theo dõi ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.